Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình và trong ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một chút vấn đề về chúng ta bán hàng, đặc biệt là bán hàng online. Đấy, thì chúng ta cần phải có cái tư duy như thế nào? Chúng ta có những cái công thức gì để tạo nên cái doanh số nó đều đều và doanh số nó tăng, nó tốt. Thì hãy cùng Trình tìm hiểu nhé. Vấn đề đầu tiên đó là tư duy của một người bán hàng. Đấy. Nhiều bạn bán hàng thì các bạn ấy chỉ bán sản phẩm cho khách hàng thôi. Các bạn ấy không quan tâm đến những thứ khác. Mà thực sự chúng ta bán hàng thì chúng ta cần phải quan tâm đến điều gì? Đó là chúng ta quan tâm đến nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Đấy. Cái nhu cầu và thị hiếu của khách hàng nó rất quan trọng. Ví dụ như là mùa đông chúng ta cảm thấy là khách hàng cần áo ấm thì chúng ta sẽ cung cấp áo ấm. Ví dụ mùa hè chúng ta cần cần quạt hoặc là cần những cái áo mà nó rộng rãi thoáng mát thì lúc đó chúng ta sẽ may những cái áo rộng rãi thoáng mát để chúng ta bán cho khách hàng. Như thế thực sự việc bán hàng là việc gì? Đó chính là việc chúng ta bán cái giải pháp cho khách hàng. Đấy, đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai đó là rất nhiều các công ty theo nghiên cứu là có hơn 80% 90% khi mà bán hàng khởi nghiệp thì đều thua lỗ hoặc là dẫn đến có nguy cơ phá sản. Vậy thì nguyên nhân đâu gây ra tình trạng này? Đó là việc mình sẽ phanh phui cái nguyên nhân đó ra nhé. Mình sẽ mổ xẻ cái nguyên nhân đó ra. Nguyên nhân ấy là do các bạn tập trung quá nhiều vào sản phẩm. Đấy, các bạn đầu tư quá nhiều vào sản phẩm. Các bạn đầu tư tới hơn 60% cho sản phẩm. Đấy. Mà các bạn không chú trọng cho marketing và cái chi phí để nguồn lực để chúng ta vận hành cái công ty đấy. Đúng không? Ví dụ một công ty khi mới khởi nghiệp họ làm như sau. Họ sẽ dùng 60% đầu tư cho sản phẩm, 20% dành cho marketing bán hàng và 20% nguồn lực còn lại cho vận hành cái công ty đó. Thì cái công ty đó có nguy cơ phá sản, có nguy cơ bị thua lỗ, hàng tồn đọng ở trong kho rất là lớn. Tại vì sao? Tại vì sản phẩm của các bạn đấy phải được đưa ra ngoài thì nó mới mới bán được, đúng không? Nhưng mà các bạn lại đầu tư quá nhiều cho sản phẩm và cái chi phí marketing, cái chi phí vận hành nó lại rất ít, nó chả là gì cả, đúng không? Thì hàng tồn kho nó sẽ ở đầy ở ở trong kho đấy. Vậy thì cái công thức nào để cho chúng ta có thể kinh doanh phát triển, chúng ta có thể bán được hàng, bán được sản phẩm, tăng cái doanh số, đó là chúng ta cần phải tập trung. Cái vấn đề đầu tiên là phải marketing trước, quảng bá sản phẩm trước. Đấy, chúng ta sẽ dành 50% cho việc chúng ta marketing, quảng bá sản phẩm, quảng cáo cái sản phẩm đó, đúng không? Và chúng ta sẽ dành 25% cho việc chúng ta đầu tư vào sản phẩm, chất lượng của sản phẩm đó. Đấy. Và 25% nguồn lực còn lại để chúng ta duy trì hoạt động, để chúng ta vận hành cái công ty đấy. Đấy. Cái vấn đề
Thứ ba đó là chúng ta cần phải quản lý cái rủi ro trong việc chúng ta kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online ấy, nó hiệu quả đúng không? Ví dụ bạn lập một cái fanpage, bạn chạy quảng cáo và bạn nhằm để tăng doanh thu của mình, bạn share lên diễn đàn để bạn bán, vân vân. Thì như vậy có nhiều người mặc dù họ chưa mua sản phẩm của bạn bao giờ nhưng mà họ vẫn comment, họ bảo là sản phẩm nó xấu, họ đánh giá cái sản phẩm không không tốt, họ chửi bới nữa đấy trên cái fanpage của mình. Thì nhiều người đã hành động là họ họ chửi lại hoặc là họ tìm cách họ họ ẩn đi đúng không? Thì như thế nó sẽ không hiệu quả. Và cái tâm lý người Việt mình ấy thì thường thường là hay những cái mà nào mà xấu tiêu cực ấy thường lan truyền rất là nhanh. Cho nên là khi mà khách hàng nó vào cái fanpage của bạn ấy, mà khi mà nó nhìn thấy cái fanpage của bạn mà có nhiều cái chửi vả ở đó, hai người chửi vả với nhau như thế, thì cái khách hàng của bạn ấy nó ủng hộ là họ sẽ ủng hộ cái người chửi bạn đấy chứ không phải ủng hộ bạn. Và dẫn tới là sụt giảm về về doanh doanh số đấy. Cho nên chúng ta xử lý trường hợp này, chúng ta xử lý như thế nào, đó là chúng ta xin lỗi, cảm ơn đấy, và chúng ta tìm cách ôn hòa, dập tắt đi cái những cái lời comment mà thiếu tôn trọng, những cái đánh giá không không tốt đấy. Nhớ nhá, làm đúng theo ba bước: xin lỗi, cảm ơn và dập tắt đi cái những cái điều xấu. Chúng ta sẽ nói là cảm ơn anh chị đã đánh giá cái kết quả đó, cái sản phẩm đó, và chúng tôi sẽ xem xét lại đấy, như thế đấy. Và sau đó chúng ta điều tra xem là khách hàng đó đã mua sản phẩm đó hay hay chưa đúng không, và chúng ta sẽ có biện pháp để chúng ta xử lý nó hiệu quả, nó kịp thời đấy. Đó là một vài điều nhỏ mà trong trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online mà Trình muốn chia sẻ đến với các bạn. Và Trình muốn chia sẻ nhiều lắm nhưng mà thời lượng nó có hạn, và Trình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.